Wow các bạn ơi, đó thì cho hai em để vô chuồng cái mới nha các bạn ha. Nhìn cũng khá đẹp nè các bạn. Đó, hai con gắn liều điều nha. Họ nhìn nó đang ở trong cái chuồng mới nè. Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì hôm nay mình sẽ nuôi một cái loài rắn nha các bạn ha. Nhưng mà loài rắn có chân nha, rắn liêu điêu. Đó thì cái con này thì mình thấy lúc mình nhỏ mình đi bắt cào cào rồi mình thấy ở mấy cái đồng cỏ đồ rất khá là nhiều ha. Nhưng mà hôm nay thì mình vô tình mình đi đi mua thức ăn cho cá với lại mình mua dế sâu đồ, thấy mình thấy tiệm chim người ta khó bán các bạn. Đó, người ta có bán thì mình hỏi con này mua người ta bán để làm gì, người ta nói để cho mấy con chim để ăn mà nó lên lửa đó các bạn. Đó thì người ta bán giá cũng khá là rẻ ha, có 5.000 một con thôi, 5k một con đó các bạn. Đó thì mình thấy nó cũng ngộ ngộ ha, mình thấy nó cũng giống như loài bò sát. Đó thì mình mua thử hai con về mình nuôi. Đó, đây là một con hai con đó các bạn. Đây là con rắn liêu điêu nha. Ha, con này hồi nhỏ mình thấy rất là nhiều. Nó giống như mấy con cắt ké nó hay ở trong mấy cái bụi cỏ đó các bạn. Đó, nó chạy rất nhanh, cái đuôi nó khá là dài các bạn. Đó thì mình chưa có biết là con nào con được, con nào con cái, thì mình cứ kêu người ta bắt đại hai con thì người ta vô bịch sẵn các bạn. Đó thì mình nãy mình có thấy trong cái bịch thì mình thấy nó ngập, rồi nó ngập á mình mới bỏ nó ra cái hộp nè. Đó, một chút xíu nữa mình sẽ làm một cái chuồng hay một cái hộp mình nuôi thử hai cái con rắn liêu điêu này nha bạn ha. Đó, hai cái con này cái đuôi nó khá là dài nha bạn ha, nhưng mà hiện tại thì cái đuôi này như là mình thấy nó đã bị đứt rồi. Đứt rồi, nó đang mới mọc lại nè bạn, thấy không? Đây nè, phần đuôi nè. Cái con này là cái đuôi nó dài khoảng gần 30 cm luôn nha bạn ha, cái phần đuôi nó không đó nha. Đó, tại hồi nhỏ mình thấy có mấy con đuôi khá là dài. Đó, thì nãy mình có mua thử hai bé ha, về mình nuôi thử mình thấy nó cũng có sọc sọc nè. Mình thấy các bạn thấy con này có sọc sọc không nè. Đó. Đó, cũng khá là đẹp nè bạn, nhưng mà nó khá là nhanh nhẹn nha bạn ha. Đó, thấy đề chưa thôi nó nhanh nhẹn lắm. Mỗi con này mình thấy cái bụng nó to, không biết nó có phải nó đang có bầu không ta. Các bạn thấy không? Đây nè, cái con này nè. Đó. Thì đây là cái con rắn liêu điêu ha. Đó thì bạn nào đã từng nuôi hai cái lò này rồi á thì các bạn comment cho mình biết ha. Đó thì mình cũng tìm hiểu trên mạng, mình bấm lên thử con rắn liêu điêu á thì trên mạng người ta thường hay kêu gọi là cái con thằng lằn cỏ bạn, thằng lằn cỏ ha. Đó thì hồi nhỏ thì mình kêu là con rắn liêu điêu. Đó thì bây giờ mình nuôi thử coi. Đó đây nè, hai bé đó, nó le lưỡi cũng giống như con rắn bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ đi lấy một cái hộp ha, mình set up rồi mình thả hai bé này vô chuồng rồi mình quay tiếp cho bạn xem. Đó, đó bạn thấy cái lưỡi đâu, cái lưỡi nó cũng khá là dài nha bạn ha. Đó, nhìn cũng ngộ ngộ ha. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái hộp mình set up cái chuồng nha bạn ha. Để mình đậy lại cái để nhảy ra. Rồi các bạn ơi, đó thì đây mình chuẩn bị một cái hộp ha. Nhưng mà cái hộp này thì mình đang nuôi cái con Isobot, mà Isobot mình bắt về thiên nhiên mà. Mấy con nhỏ mình thấy nó sinh sản cũng không được nhiều lắm. Thôi mình lấy mình tận dụng luôn. Mình là bỏ mấy cái con rắn liêu điêu vô mình nuôi luôn các bạn. Đó giống như nó có một lớp đất ngoài thiên nhiên á để cho nó sống cho nó dễ nha các bạn ha. Đó, đất này mình cũng lùm về lấy ngoài thiên nhiên nè, nó chẳng có một cái rêu rồi có mấy cái vỏ cây rồi luôn. Đó, nhưng mà mình sẽ trồng thêm một cái nhánh cây vô là nha bạn ha. Đây nhánh cây mình sẽ trồng vô. Đó, sẽ trồng vô để cho nó có cái mảng xanh, tại mấy cái con rắn rêu mình thấy ở ngoài bãi cỏ nó hay leo trèo mấy bãi cỏ bạn. Đó, mình lấy đất mình trồng luôn. Mình sẽ lấy cái vỏ cây mình đè lên. Đó. Đó bạn thấy mấy cái con Isobot nó bò không? Đó. Thì cái cây chầu bà ha, mình nó cái đầu nó chưa có ngóc lên được đâu, tại vì mình mới bẻ mà khi nào nó mọc tươi lên mình xịt nước thì nó sẽ cái đầu sẽ ngóc lên nha bạn ha. Đó, mình sẽ tạo cái mảng xanh cho mấy cái con rắn liêu điêu nó ở. Đó, với lại mình sẽ bỏ thêm mấy cái nhánh cây nữa. Đây, những cây khô để cho mấy cái con nó leo lên nó phơi nắng. Mấy con rắn liêu điêu mình thấy sáng đúng hay phơi nắng lắm mẹ. Đó, để mình lấy cái nhánh chầu bà này mình ghép lên đây cái. Đó, cho nó đẹp các bạn. Chầu bà này thì mình trồng trong nhà được ha. Đó. Xịt ẩm là nó sẽ mọc các bạn. Đó. Setup cũng đơn giản các bạn. Đó thì mình thấy ở ngoài thiên nhiên nó làm sao thì mình làm y chang vậy thôi. Đó, các bạn thấy có mấy con Isobot nó bò, mấy con Isobot nó cái màu sắc nó không có được đẹp lắm, nó chỉ màu sâu nâu xám xám thôi các bạn. Đó. Nhưng mà mình nuôi khá lâu rồi. Đó, mình nuôi cũng nay cũng như là cũng được 7-8 tháng rồi đó, mình thấy nó sinh sản không có nhiều thôi, mình cứ tận dụng mình lắm giống như cái môi trường ngoài thiên nhiên vậy, nó có cái con này con kia ha. Đó, đầu kỳ cũng có bạn kêu mình làm cái bể gì ta đi nhâm đi bạn. Đó thì mình cũng chưa có đành lắm, mình cũng đang tìm hiểu.
đó, thì mình cũng đang cái môn đó thì cũng hơi khó, hơi cầu kỳ xíu đó, thì mình cũng đang tìm hiểu, nhưng mà mình thấy là người ta set up có loại cây đó, mấy cái cây mà loại như mà giống như trong rừng nhiệt đới đó bạn, đó có suối 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 nhân tạo, rồi có một cái mảng xanh đó, nhìn cũng khá là đẹp ha, nhưng mà mình cũng đang tìm hiểu, mình chưa có làm được đâu bạn ơi. Đó đó, những cái môn đó thì mình thấy cũng khá là cầu kỳ ha, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình học hỏi ha. Đó, trước mắt mình sẽ làm cái hộp đó bạn thấy không, đó cũng khá là đơn giản đó, có lớp đất rồi có cây, có cái nhánh cây khô, chút xíu nữa mình sẽ lấy mấy cái lá khô nữa mình bỏ vô nữa bạn ha. Đó thì bây giờ mình sẽ thả mấy em rắn điêu điêu vô nha bạn ha. Đây hai bé thả vô luôn. Đó, cho nó vô cái môi trường ha. Mới đó, để mình tháo cái máy quay ra mình quay cho bạn xem, quay gần cho bạn xem chứ cái này nó hơi xa quá đó, thì mình, bạn chờ mình xíu nha, để mình lại tháo cái máy quay ra nha. Đó rồi đây các bạn ơi, đó thì đây là hai cái con rắn liêu điêu ha. Đó thì cũng có người kêu, có trên mạng mình thấy là kêu con thằng làng cỏ ha. Đó thì đây đó, bạn thấy cái màu cũng giống giống như cái nhánh cây các bạn nè, đó nó đang đứng trên nhánh cây nè. Đó đây một bé nữa, cái con này thì nó để nhìn những cái con này nó đẹp hơn nữa bạn, con này nó có sọc nè, nên mấy cái chấm chấm trên người đó nè, nhìn nó đẹp hơn cái con này. Con này thì mình thấy nó có giống như nguyên một cái màu giống như một nhánh cây khô các bạn đó, đây nè. Mà mình không biết là nó có phải nó gần lột xác hay không đó, thì cái này thì mình chưa nuôi bao giờ các bạn đó, thì mình cái này mình bắt cái con này thì mình biết lâu rồi, từ nhỏ mình đã biết về cái con này rồi đó, nhưng mà lần đầu tiên mình mà mình nuôi thử các bạn đó, tại mình thấy sáng mình đi mua đồ ăn cho mấy con bé nhà mình đó, thì mình thấy người ta bán, mình thấy ngộ quá thôi mình mua thử về mình nuôi thử, tại vì mình xem trên mạng thì mình thấy người ta nuôi mấy con thằng lằn ở bên nước ngoài nhìn cũng đẹp lắm bạn, mấy con nhỏ nhỏ nè đó, bắt đầu người ta bỏ mấy con mồi vô cái nó chạy lên nó ăn nhìn cũng khá là hay đó, mình thấy giống 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 như con này nè, nhưng mà không phải, nhưng mà mình thử mình nuôi thử coi đó, mình thấy cũng giống như là một cái lò bò sát vậy thôi đó, không có chân đó, nhìn cũng khá là đẹp đó bạn đó, rắn đó, nhưng mà cái con này thì không có độc nha bạn ha. Đó, mình tìm hiểu thì người ta cũng còn rắn nhưng mà không có độc đó, thì mình nuôi nuôi được đó, để mình nuôi thử nghiệm thử coi nó có sinh sản được hay không đó, nhưng mà mình không biết là con nào cũng được, con nào cũng cái bạn không biết là hai con này phải được cái hay không, nhưng mà mình thấy là cái con này nè đó, cái con này nè, cái bụng nó to à, các bạn thấy không, cái bụng nó hơi to nè đó, hy vọng là con này con cái đi, cái con này là con đực đi đó, thì nó sẽ sinh sản cho mình nha bạn ha. Đó, nhưng mà cái con này mình thấy là giá thành nó khá là rẻ, nó có 5k một con thôi. Nó nếu mà thích thì bữa nào mình nuôi, nếu mình nuôi được á đó, thì bạn nào thích bạn comment cho mình biết ha, nếu mình nuôi được thì mình mua thêm vài con nữa mình thả vô đó, nhưng mà tại cái chuồng này thì hơi nhỏ xíu, mình tại mình nuôi đang trải nghiệm thử coi đó, con nó có dễ nuôi không ha, với lại cái môi trường nuôi nhốt thì có nuôi được hay không, nếu mà nuôi được ok thì mình sẽ nuôi thêm nữa ha, nó nhìn cũng đẹp chứ bạn đó, nhìn nè các bạn thấy nhìn nó sập sập không đó, nhìn cũng khá là đẹp nè đó, thì tiếc cái là cái con nào nó cũng bị đứt đuôi rồi, đứt đuôi đang mọc lại nè bạn, đuôi nó khá là dài, cái đuôi nó thường thường là dài gần 30 cm nha bạn ha. Nãy mình có lên mạng tìm hiểu rồi đó, thì cái con này nó sinh sản quanh năm các bạn, sinh sản quanh năm đó, nó sẽ nó đẻ một lần như là cỡ 10 trứng ha, từ 8 trứng đến 10 trứng nó đẻ trứng nha bạn ha, đẻ trứng giống như con cá ké vậy đó, đẻ trứng với mấy cái nhánh cây với gốc cây đồ đất đó các bạn đó, thì nó đào đất nó đẻ đó, rồi sau khi khoảng tháng thì cái trứng nó sẽ nở ha, thành mấy cái con rắn điêu điêu con đó, bạn thấy mấy con isobot nó bò ở dưới đây nè đó, đó thì mình cứ để cho nó sống chung vậy thử coi ha. Hãy mình quên đi, nếu mà cái con mà rắn điêu điêu này nó đẻ trứng ra thì không biết cái trứng nó bị cái con isobot ăn không ta, nãy mình cũng quên cái điều đó ha. Ok không sao, tại cái con rắn điêu điêu này nó cái giá thành nó không có cao, nếu mà mình mua thêm mấy cái con nữa ha, đẻ trứng thì nó sợ nó không có nở được thôi đó, khá đẹp luôn bạn, cái màu nè, con này đẹp ghê, mình thích con này đó bạn nè, thích con này ghê đó, nó cũng hiền, nó không có cắn đó, nó không cắn như mấy con cắt ké, cái ké mà nó hơi nhét, mình bóc nó cắn đó. Còn mà mấy con ở ngoài tự nhiên mình nhớ mấy con này nó cũng nhét lắm bạn, mình đụng tới nó chạy dữ lắm, nhưng mà sao mấy con này nó cũng dạng quá ta, chắc nó người ta ta nuôi các bạn, người ta nuôi cho nó sinh sản rồi đầu người ta bắt người ta bán cho chim ăn, chứ ở ngoài mấy con ngoài tự nhiên mình đụng vô nó chạy dữ lắm nè, bạn thấy mấy con này mình đụng vô nè thì nó có cắn không đó, các bạn thấy không, mình đụng nó không có chạy ha, cũng khá thân thiện cũng được ha, tôi thử coi trải nghiệm đó, ở đó nó leo lên nè đó. Ở bên nước ngoài mình thấy có mấy con giống vậy nè, nhưng mà nó có cái sọc đỏ đỏ đó, đỏ mày sọc đỏ đỏ đó, nhìn cũng đẹp lắm mày, thì nó mình người ta nuôi cũng chung gì nè, người ta nuôi cũng cộng đồng mày,
nó nuôi đâu một chuồng khoảng là gần 20 con á, mình thấy là 20 con á. Cái người ta bỏ dế, người ta tẩm canxi rồi, người ta bỏ vô cái nó chạy xuống ăn, nhìn cũng hay lắm bạn, thú vị lắm. Đó, mình nay mình sáng mình thấy cái mình chợt nghe là chợt thấy cái mình mua về mình nuôi thử ha. Nếu được thì vài bữa nữa mình mua thêm mấy con nữa mình nuôi. Cũng rẻ lắm bạn, 5k một con thôi. Nó le lưỡi bạn ha, nó le lưỡi. Giống như mấy con rắn rắn mối cũng hay le lưỡi liếm liếm này. Đó, một loài rắn có chân. Đó, tới nay mình trải nghiệm mình nuôi thử ha. Đó. Hai bé thôi, nuôi thử hai bé trước ha. Nếu mà ok, nuôi được nó sống khỏe thì mình mua tiếp mình nuôi. Tại vì mình không biết là nó có sống được ở trong cái môi trường nuôi nhốt hay không. Là lần đầu tiên mình nuôi bạn. Đó, thì bạn các bạn nào đã từng nuôi cái con này rồi thì các bạn comment cho mình biết nha. Đó, coi mấy con này nuôi có dễ không. Đó. Còn thức ăn thì mình nghĩ chắc nó cũng ăn cào cào hoặc là dế sâu gì thôi. Đó, thì mấy con côn trùng mà. Mấy con bò sát nó ăn là côn trùng thôi. Đó thì mình chút xíu mình sẽ bỏ mấy con dế nhỏ nhỏ vô cho nó ăn thử coi. Đang nằm bất động. Đó, đó. Con này to hơn nè, bạn thấy con này to. Ê, nó leo lên con này leo lên. Đó. Bạn thấy cái con này màu đẹp chưa bạn ha? Nó sọc cái người nó nè. Đó. Đó, khám phá chuồng mới đi. Con này mình có xịt nước ẩm được, nó sẽ uống cái phần nước đó. Đó, nó bò. Đó, con này tăng động hơn cái con này nãy giờ nằm im à. Đó, đó. Ôi, leo ra. Vô. Thì nắp đây, mốt mình sẽ tìm nắp. Biết cái con này nó có phơi nắng không ta? Chắc mình nghĩ chắc cũng có chứ. Mấy con thằng lằn bò sát nào con nào cũng phải cần phơi nắng mà. Cái mình nghĩ chắc mình phải để cái chuồng ở chỗ cửa sổ á, để mình phơi nắng mỗi ngày quá. Đó, với lại chắc mình phải cho nó ăn cái đồ thức ăn để tẩm canxi rồi nên nó có canxi. Tại mình nuôi nhốt mà. Đó, đó các bạn thấy cái mặt nó nhìn tiếu vậy các bạn. Đó. Đó, nhìn đẹp ha bạn ha. Vuốt vuốt nó thử coi. Nó cũng khá hiền lành, khá thân thiện đúng không bạn? Nó không sao hết bạn. Con này đẹp nè bạn, cái người nó chấm nè, có sọc nhìn đẹp cái chứ. Đó. Đó thôi thì cái video hôm nay ha là mình nuôi thử ha, làm chuồng mình nuôi thử một cái loài rắn ha. À, nhưng mà rắn có chân ha, con rắn điêu điêu. À, con rắn này ở mấy cái đồng cỏ được khá là nhiều ha, nhưng mà sáng nay mình vô tình mình đi mua thức ăn cho chim thì mình thấy ở tiệm chim cảnh người ta có bán ha, người ta làm cái mồi ăn thức cho chim á, thì mình mua về hai thử hai bé ha, một bé là 5.000, hai bé này có 10k thôi. Đó thì mình mua về mình nuôi thử ha, coi nó có quen với lại cái môi trường mà nuôi nhốt hay không. Đó, nếu mà được ok nuôi được thì mình sẽ mua thêm mấy bé nữa mình nuôi cho nó đẹp, cái chỗ chuồng nó rộng rãi nhìn nó đẹp các bạn, nhiều đông đúc á. Mà hiện tại chỉ có hai bé thôi, nhưng mà mình mua mình nuôi thử thôi. Đó, nếu nuôi được mình mới mua tiếp ha. Đó, bạn nào đã từng nuôi cái con rắn điêu điêu này rồi thì các bạn comment cho mình biết, chia sẻ cho mình thêm cái kinh nghiệm ha. Đó, hoặc là bạn nào thích về mấy con này thì các bạn comment cho mình biết. Đó, thì mình sẽ cập nhật mình quay cho bạn xem cái con rắn điêu điêu ha, rắn một loài rắn có chân. Đó, cũng khá là độc đáo nha các bạn ha. Đó, đây là lần đầu tiên mình nuôi thử rồi, trải nghiệm ha. Đó, nếu được thì mình sẽ mua thêm mình về mình nuôi ha. Đó, thôi thì bây giờ cho mình đậy nắp lại cho nó làm quen lại cái môi trường mới. Đó, thì mai mốt mình sẽ cập nhật cho bạn xem sao hai cái bé rắn điêu điêu này. Đó, thì bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn coi video này thấy hay thì các bạn cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.